mọi người, từ già đến người trẻ, từ thầy cô giáo đến học sinh, từ những người đang cảm thấy yêu đời hay chán nản. Nếu ai đang ngồi bên người có mũ hộ trong lòng thì khuyên bạn đó nén thẳng xuống ruột dài, đồng thời không được cười trên nỗi đau của bạn mà hãy cười thẳng vào mặt nó luôn. Nói cho vui vậy thôi, hôm nay mọi người hãy cùng chị Google tham quan vào một lớp học mang tên Dreammaker. Ngày xưa, ý tôi là hôm nay, tại thành phố Dreammaker có một cô giáo rất cá tính, sống chơi chơi cũng nọ top 7 tỷ người giàu nhất thế giới. Quan điểm sống của cô là làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít, không làm không sai. Cuộc sống của cô trải qua một cách yên bình như núi nhỏ của Denver. Cô có mọi thứ trong tay, chỉ là không có anh thôi. Cô là giáo viên chủ nhiệm của lớp Dreammaker và cô có biệt danh là Nguyên Anh Lịch. Mới nhìn vào thì chắc hẳn ai cũng thấy lớp rất cá biệt nhưng không. Bạn đúng rồi đấy, nhưng mà lớp rất ngoan đó, tại sao vậy? Nhà là phải có nóc. Tiếng vào cổng trường của chúng ta là chiếc xe Mercedes mang thương hiệu Vinh đang có biển kiểm soát K1451. Năm số báo xe không được cô đã ứng được viên nặng khí keo với nghĩa đen và cái bóng của cổng thêm như lượng năm 2005 nay. Trên vai cô là chiếc váy mang thương hiệu Gucci chợ đầu xuân với sự kết hợp hài hòa của chiếc vòng cổ để lo cửa khẩu Lạng Sơn. Chiếc áo lung linh đến đầy kim cương nhựa nguyên chất của cô được những người thợ quốc tế tại Diễn Châu tốn rất nhiều công sức mất ăn mất ngủ để làm ra nó. Và tất nhiên cô vẫn thanh lịch. Mấy người thấy cô đừng có giọng Thị Kiều mày. Nó ông điếu chứ, Thị Kiều theo hiện đại phiên bản đời thực đấy. Phải nói là một dịp một người và có thể là người một dịp kỵ và người nắm mấy cân. Chỉ có điều cố khả thịt kêu một chỗ là chứ tìm thấy kiếm trọng ở đời mình tất cả em ạ. Trời ơi, nặng quá người lại. Con số 11
nếu cô đặt làm món trong tay ngay lúc này, em sẽ ăn nó ngay chứ không buồn mà chơi tiếp. Người đồng chí cộng sản của tôi ơi. Được rồi, sao vào một người cho anh đi hôm nay. Thôi anh đi. Em thưa cô, ước mơ của em là đánh bài mà không bài. Chúng em là